Chào mừng các bạn đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được cho bạn giới thiệu các bạn là một con cái sinh chữa và một cặp cái sinh tơ các bạn. Đây là cái sinh chữa nè các bạn. Chân móng hoàn thiện nè. Con này cao rất là cao nha các bạn. Cao 1m34 bò. Ôm chữa lưới nhì. Gần 4 tháng các bạn. Ôm chữa lưới nhì gần 4 tháng 3 bê. Ôm chữa lưới nhì gần 4 tháng 3 bê các bạn. Giá là 32 triệu các bạn, giá là 32 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Giá 32 triệu các bạn. Con này sái tích nghiêm chỉnh, không lan giá chỗ nào hết các bạn. Lưng thẳng băng, tướng dền vàng. Giá 32 triệu các bạn, 32 triệu. Ôm chữa lưới nhì ngang, rúng yếm luôn nghiêm chỉnh hết các bạn. Không lăn giá, lung đuôi một chùm. Sái tích đầu nghiêm chỉnh hết các bạn. Quà đen. Chân móng là móng sò nè các bạn. Rúng rúng dài nè. Chữa gần 4 tháng các bạn, chữa gần 4 tháng. Chữa 3B gần 4 tháng các bạn. Giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu ôm chữa lưới nhì nha. Chân móng là móng sò hết, yếm như vậy cui, sái tích thì nghiêm chỉnh. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình các bạn, đây là cặp cái sinh tơ các bạn. Cặp cái sinh tơ này thì chủ báo giá là 37 triệu các bạn, 37 triệu. Con khú nè các bạn, khú mặt. Chân móng hoàn thiện, sái tích đầu nghiêm chỉnh hết. Uống nút, lưng thẳng băng, ăn uống rất là giỏi. Con này cao 1m1 bò các bạn. Con này cao 1m1 bò. Yếm về cùi các bạn thấy không? Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Chân móng là móng sò hoàn thiện các bạn. Cặp cái sinh tơ này thì chủ báo giá là 37 triệu các bạn. Lưng thẳng băng, uống nút, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Nó ăn uống đồ rất là giỏi các bạn. Nó ăn nó uống đồ rất là giỏi nha. Giá là 37 triệu cặp cái sinh tơ này các bạn. Còn khuôn mặt con vàng đó. Đây con này nè các bạn, con này cao khiếu đủ 1m2 bò, rúng yếm nghiêm chỉnh, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Qua đen khui, lưng thẳng, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn đó. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè. Giá 37 triệu các bạn, giá 37 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Quà đen khui nè, cây đuôi chà bá. Không lan giá chỗ nào hết các bạn. Hai cái sinh tơ quyền bò hết, không lan giá chỗ nào hết các bạn. Giá 37 triệu các bạn, giá 37 triệu. Đây, chân móng đều hoàn thiện hết. Con này cao hiếu độ 1m2 bò, con kia 1m1 bò các bạn. Con khú 1m1, giá 37 triệu các bạn. Đó, hai con thích ăn thích uống đồ rất là giỏi các bạn. Hai con thích ăn thích uống đồ rất là giỏi. Đó. Chân móng là hoàn thiện hết các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp cái sinh tơ. Con cao 1m1, con cao hiếu độ 1m2 bò. Chủ báo giá là 37 triệu các bạn, 37 triệu. Một con cái sinh chữa gần 4 tháng 3B các bạn, chữa lưới nhì. Giá là 32 triệu các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.